Giờ lại Minh Trung chào mọi người nhé. Hôm nay mình sơn lại cái đường xe ô tô. Nhưng nó còn đi được, bây giờ này nó còn khỏe, nó còn đi được ấy.
Ui, trời, nôn hết ra đây rồi. Ăn kia ăn một tí nôn hết. Mình chuyển nước cho nó thôi chứ không không chuyển nước, chứ chuyển nước chứ sao ăn nó không 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 chịu được. Có tên tiêm rồi, chiều bác sĩ vào lần nữa.